Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món ăn chay của mẹ quê. Hôm nay em làm một món chay ăn với bánh tráng hoặc bánh phồng đều ngon nha. Món chay này rất đơn giản, chỉ làm từ bắp và thịt bằm chay. Nếu quý cô bác không có thịt bằm chay có thể thay thế bằng nấm cũng được. Nếu quý cô bác thấy thích món này thì hãy vào bếp cùng làm với em. Nguyên liệu rất đơn giản, ở đây em có bắp ngọt và bắp nếp. Hai loại bắp này em đã luộc chín rồi. Thịt bằm chay thì em ngâm nước cho nở mềm, có thể thay thế thịt bằm chay bằng các loại nấm, một ít bánh phồng chay và bơ lạc. Gia vị thì gồm có đường, hạt nêm chay, dầu ăn, một ít tương ớt và ngò rí cho có mùi thơm. Đầu tiên em đun nóng một ít dầu, sau đó thì cho bánh phồng vào và chiên cho vàng. Tiếp theo là xào thịt bằm chay. Khi xào thịt bằm thì em sẽ cho vào đây một ít nước lọc để cho thịt bằm được chín mềm. Nêm gia vị vào đây gồm một chút xíu đường và một chút xíu hạt nêm chay, thêm một ít tương ớt. Em đảo đều, nấu ở lửa liu riu đến khi nào thịt bằm chay khô lại thì mới cho bắp vào. Bắp em đã luộc chín cho nên bây giờ chỉ xào cho thấm gia vị là được. Trong lúc xào thì em sẽ nêm vào đây thêm một ít đường và hạt nêm chay. Xào đến khi nào mà bắp thấm đường và hạt nêm xong em mới cho bơ vào. Bơ cho vào sau cùng như vậy, xào bắp nó sẽ rất thơm, thơm hơn là cho bơ ngay từ ban đầu. Đảo đều, khi thấy bắp xào đã khô, thì ngò rí em cắt nhỏ, cho hết vào đây. Món bắp xào với thịt bằm chay đã hoàn thành rồi đó quý cô bác. Món này ăn chung với bánh tráng mè, hoặc là ăn với bánh phồng, rất ngon, làm rất nhanh và đơn giản. Quý cô bác lại có thêm một món chay nữa vào thực đơn của gia đình mình rồi. Chúc quý cô bác ăn chay ngon miệng nha. Và cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để xem video của em nãy giờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau nha. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe ạ.